Ngày 11 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt giam Hoàng Tấn Lực, sinh năm 1989, ngụ huyện Củ Chi, giám đốc trung tâm đăng kiểm 5014D, Bế Bình Dương, sinh năm 1984, ngụ quận 12, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 5014D, cùng 5 người khác về tội nhận hối lộ. 5 người còn lại là Đặng Huỳnh Nhật Quang, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh, chuyên trưởng trung tâm đăng kiểm 5014D, Hà Anh Tiến, sinh năm 1988, Trần Hoài Phạm Anh Ly, sinh năm 1983, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh, Vũ Trường Sơn, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Nam Định, và Nguyễn Văn Nói, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Long An, là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 5014D. Cả 7 bị can bị khởi tố có liên quan đến sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành mà Công an thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chủ công điều tra. Bộ Giao thông Vận tải quyết định giao ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, điều hành hoạt động của cục này trong thời gian ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vắng mặt tại đơn vị để phục vụ công tác điều tra, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Theo điều tra ban đầu, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiều xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật, cơi nới thùng, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn, nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới. Các trung tâm đăng kiểm tại các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh khi kiểm định đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Công an cũng khởi tố hàng chục giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên của các trung tâm đăng kiểm về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.